Thank you.
cháu tay thật lớn dành tặng cho các vận động viên đến từ đoàn lương sư đồng Dinh Trấn Võ được không ạ? Có tiếp tục hết sức lớn mừng. Vâng, thưa quý vị, đoàn lưng sư đồng Dinh Trấn Võ đến từ Quảng Nam tham dự ngày hội lưng Huế 2018 với bản lý lịch hết sức hoành tráng, và trong những giải đã tham dự